Hoàng Khái xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống Khỏe Sống Tốt. Như thường lệ, chương trình của chúng ta hôm nay sẽ bao gồm 3 nội dung chính sau đây. 1. Luộc trứng cho thêm thứ này bổ hơn súp yến, càng ăn càng khỏe, sống đứt thọ. 2. Bị phát hiện ung thư, bác sĩ bỏ ăn hai thứ này, kết quả kinh ngạc. Và 3. Buổi sáng uống nước này ruột sạch độc tố, hồi sinh đường tiêu hóa. Sau đây là nội dung đầu tiên. Luộc trứng cho thêm thứ này bổ hơn súp yến, càng ăn càng khỏe, sống đứt thọ. Quý vị thân mến, hầu hết mọi người chỉ biết luộc trứng với nước mà không biết rằng thêm những thứ này khi luộc hay hấp trứng có thể biến trứng thành thần dược cho sức khỏe. Sau đây là 4 cách luộc trứng tốt gấp vạn lần cách luộc thông thường. Quý vị hãy lưu lại để áp dụng cho bản thân và gia đình. Cách thứ nhất, trứng luộc trong cháo gạo, dưỡng âm cho phụ nữ. Vì lý do sinh lý, hầu hết phụ nữ đều gặp vấn đề thiếu cả khí và huyết. Thiếu khí và huyết có thể gây ra các vấn đề khác như da sần sùi và vàng sẫm, mất ngủ và hay mơ, tóc khô sơ. Trứng luộc trong cháo gạo có tác dụng bổ khí dưỡng huyết, tương đương với uống thuốc dưỡng khí. Ngoài việc dưỡng khí bổ huyết, còn có thể làm cho đường huyết tăng chậm. Trứng luộc trong cháo gạo trông hơi khác so với trứng luộc trong nước trắng. Khi bóc vỏ, nó có màu ngọc bích bóng bẩy và mùi vị thơm ngon. Cách làm như sau: trứng gà rửa sạch, không bóc vỏ, cho vào nồi nấu cháo. Nhớ nấu khi nước còn lạnh, lúc đầu, nếu không trứng sẽ bị nứt. Sau khi trứng chín, bạn vớt trứng ra, bóc vỏ để ăn. Cách thứ hai, trứng luộc câu kỷ, món bổ thận cho nam giới. Vấn đề lớn nhất của phụ nữ là thiếu khí và huyết. Vấn đề đáng lo ngại nhất của nam giới là thận không tốt. Thực ra nam giới không cần phải uống đủ loại thuốc bổ để bổ thận. Trứng luộc với câu kỷ đã có đủ các công dụng thần kỳ. Với tinh chất tăng tiết, trứng là vị thuốc đi vào thận để nạp tinh, có tác dụng ích tinh, là chất khử để phục hồi sinh lực. Cách luộc trứng này cũng phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi đều có thể ăn được. Khi đến tuổi trung niên thì khí huyết suy yếu dần, gan thận mất đi tinh khí, nếu không cải thiện được sẽ ảnh hưởng lâu dài. Cách làm như sau: luộc trứng trong nước có thêm 30g câu kỷ. Trứng sau khi chín bóc vỏ, vừa ăn trứng vừa uống nước luộc, dùng khoảng 3 đến 5 ngày. Cách thứ ba, trứng luộc nước trắng, thuốc trường thọ cho người già. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỷ lệ tiêu hóa protein của trứng luộc cao tới 99,7%. Hầu như tất cả đều có thể được cơ thể con người hấp thu và sử dụng. Trứng luộc nước trắng với nhiệt độ đun thấp, vitamin và các chất dinh dưỡng khác được bảo toàn đầy đủ. Các chất dinh dưỡng như lecithin, triglycerid, cholesterol và viterin trong lòng đỏ trứng luộc có tác dụng rất lớn đối với hệ thần kinh và sự phát triển của cơ thể. Ăn trứng luộc trong nước trắng có thể giúp bổ não, rất có lợi cho người cao tuổi. Trứng luộc nước trắng có giữ lại nhiều vitamin B2, có thể phân hủy và oxy hóa các chất gây ung thư trong cơ thể người. Các nguyên tố vi lượng trong trứng như selen và kẽm cũng có tác dụng chống ung thư. Có thể nói đây là viên thuốc trường thọ cho người già. Cách làm: trứng nên để trong nồi nước lạnh, tăng nhiệt từ từ. Sau khi sôi thì đun ở lửa nhỏ trong 3 phút, sau đó ngâm 5 phút sau khi tắt lửa. Với cách này, quả trứng luộc có lòng trắng mềm, lòng đỏ đặc và không già. Mức độ biến tính protein là tốt nhất, dễ tiêu hóa nhất. Lưu ý nên để trứng nguội tự nhiên rồi mới bóc vỏ và ăn, sẽ không làm mất lòng trắng trứng. Cố gắng không luộc trứng trong nước sôi, nếu không sẽ khiến vỏ trứng bị nứt, dịch trứng chảy ra ngoài. Cách thứ tư, trứng hấp màng mè gà. Món này cả nhà có thể ăn được. Trẻ em thường ăn trứng hấp màng mè gà, không những giúp tiêu hóa tốt mà còn tránh đái dầm. Đàn ông ăn thường xuyên có thể phòng gan nhiễm mỡ. Phụ nữ ăn thường xuyên có tác dụng điều kinh, thông kinh. Người già thường ăn trứng hấp màng mè gà có thể phòng được bệnh đục thủy tinh thể. Các chuyên gia cho biết phụ huynh nên áp dụng cách này thường xuyên cho các bé nhà mình để tăng cường hệ miễn dịch. Cách làm: đánh trứng càng nhiều càng tốt, trứng càng đều thì càng ngon. Cho 2 thìa bột canh vào trứng đã đánh tan, thêm một chút dầu mè và thêm một thìa màng mè gà. Cho các nguyên liệu vào nồi hấp với lửa vừa. Sau khi nước sôi thì hấp từ 3 đến 5 phút rồi tắt bếp. Không đậy kín vung, mở vung nhẹ, không dùng lửa lớn mà luôn hấp ở lửa vừa. Quý vị thấy đấy,
Chỉ cần chúng ta thêm một vài nguyên liệu khi luộc trứng, nhưng lợi ích mang lại bội phần. Hy vọng rằng quý vị sẽ áp dụng để nhận được những lợi ích tốt nhất từ món trứng luộc mang lại cho sức khỏe. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Bị phát hiện ung thư, bác sĩ bỏ ăn hai thứ này, kết quả kinh ngạc. Có một thực trạng đáng buồn là số lượng bệnh nhân mắc ung thư ngày càng gia tăng. Phần lớn lại đến từ những thói quen xấu trong lối sống hàng ngày. Ngay cả bản thân những người hành nghề y, chính là các bác sĩ cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên, có một bác sĩ tâm lý, dù được chẩn đoán mắc ung thư, nhưng nhờ có những thay đổi trong lối sống mà ông không hề trở nên suy kiệt vì bệnh ung thư. Trái lại, còn sống vô cùng khỏe mạnh và kiểm soát rất tốt căn bệnh ung thư. Vị bác sĩ người Nhật tên là Otabe đã phát hiện ra trong cơ thể mình có một khối u ung thư kích thước 3cm trong một lần khám sức khỏe định kỳ ở tuổi 50. Mặc dù rất sốc, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành y, bác sĩ này biết rất rõ hậu quả bệnh tật chính là đến từ thói quen sinh hoạt không điều độ của mình. Chính vì vậy, bên cạnh điều trị thuốc, ông đã quyết định thực hiện thay đổi lối sống của mình bằng cách tuân thủ triệt để 3 nguyên tắc sau. Nguyên tắc thứ nhất, bỏ hoàn toàn việc ăn thịt. Thay cho việc ăn các sản phẩm từ thịt, bác sĩ đã chọn ăn cá và các sản phẩm từ đậu tương để bổ sung protein cho cơ thể. Nguyên tắc thứ hai, loại bỏ hoàn toàn đường trắng. Loại thực phẩm thứ hai mà vị bác sĩ này loại bỏ khỏi chế độ ăn của mình chính là đường trắng. Ông không ăn vặt, ăn tráng miệng hay ăn bất cứ món ăn nào có chứa đường. Khi nấu ăn, ông thay thế đường bằng các chất tạo ngọt từ củ cải, xì rô lá, phong hay mật ong. Ngoài ra, ông cũng từ bỏ hoàn toàn rượu bia để quá trình điều trị bệnh được diễn ra hiệu quả. Nguyên tắc thứ ba, ăn nhiều rau củ quả. Bác sĩ Watanabe chọn những loại rau củ thuộc họ cải do chúng có chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa có lợi cho quá trình điều trị bệnh ung thư. Chỉ trong một tháng tuân thủ nguyên tắc ăn uống này, bệnh ung thư của bác sĩ đã có những tiến triển rất tích cực. Kết quả còn giảm được lượng mỡ đáng kể ở những cơ quan nội tạng. Chưa dừng lại ở việc ăn uống, bác sĩ còn thay đổi cả chế độ vận động của mình bằng cách đi bộ tích cực mỗi ngày. Vị bác sĩ này cho biết mỗi ngày ông đều đi bộ 10.000 bước. Vừa đi vừa tưởng tượng mình đang dẫm lên các tế bào ung thư trong quá trình đi bộ. Cụ thể, ông cho biết ông đi bộ 3.000 bước vào ban ngày và 7.000 bước vào buổi tối. Chính tinh thần lạc quan của ông đã đóng góp rất tích cực vào quá trình điều trị bệnh. Không chỉ thay đổi thói quen ăn uống và vận động, bác sĩ còn sử dụng một số phương pháp để cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể, bao gồm uống bổ sung vi khuẩn acid lactic và châm cứu, xoa bóp mỗi tuần một lần. Trước khi bị ung thư, bác sĩ Watanabe cho biết ông cũng chưa từng áp dụng biện pháp này đối với bệnh nhân của mình. Nói cách khác, ông tự lấy mình ra làm người thử nghiệm. Tuy nhiên, thật bất ngờ, giải pháp này có hiệu quả vượt ngoài mong đợi. Hệ miễn dịch của ông trở nên khỏe mạnh và bệnh ung thư cũng theo đó mà tiến triển rất tích cực, không còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Cho đến nay thì bác sĩ vẫn kiên trì áp dụng nguyên tắc này trong cuộc sống hàng ngày. Sức khỏe của ông ổn định và ông vẫn có thể thực hiện khám chữa bệnh một cách hoàn toàn bình thường. Thực tế, có thể nhìn nhận đây đều là những thói quen rất lành mạnh cho sức khỏe. Chính vì vậy, dù không có bệnh tật trong người thì chúng ta cũng nên áp dụng để tăng cường sức khỏe một cách tự nhiên, từ đó giảm nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm, điển hình như bệnh ung thư. Xin chuyển sang nội dung cuối cùng. Buổi sáng uống nước này, ruột sạch độc tố, hồi sinh được tiêu hóa. Quý vị thân mến, y học Trung Quốc ví ruột như bộ não thứ hai của cơ thể. Nó có chức năng tiêu hóa thức ăn, cung cấp dinh dưỡng để sản xuất năng lượng, phát triển và sửa chữa tế bào. Ruột không sạch hoặc nhiễm bệnh thì các cơ quan khác cũng không thể khỏe mạnh. Ruột cũng là cơ quan dễ bị tổn thương do nó là cơ quan thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với nhiều loại độc tố có trong thực phẩm. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn hai loại đồ uống vào buổi sáng giúp thải sạch độc tố trong ruột, từ đó giúp tăng cường miễn dịch và giúp hồi sinh đường tiêu hóa. Thứ nhất, nước ấm hạt chia. Bạn có thể chào ngày mới với một cốc nước ấm hạt chia. Các nhà nghiên cứu cho biết hạt chia là một nguồn chất xơ rất dồi dào. Hạt chia tự nhiên chứa 37% chất xơ, trong đó 80% là chất xơ không hỏa tan. Còn lại là chất xơ hỏa tan có tác dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh.
Nhờ hàm lượng chất xơ cao, hạt chia giúp kích thích sản sinh vi khuẩn có lợi trong đường tiêu hóa, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ và tiêu hóa thức ăn. Các hoạt động của đường ruột diễn ra dễ dàng hơn, loại bỏ các cholesterol bị dính lại ở thành ruột, giúp loại bỏ các chất độc trong ruột và trong cơ thể một cách tự nhiên. Sử dụng hạt chia còn giúp hỗ trợ phòng ngừa táo bón, ung thư ruột già. Hợp chất chống viêm trong hạt cũng giúp ngăn ngừa và phục hồi các tế bào bị tổn thương. Ngoài ra, buổi sáng uống nước hạt chia còn giúp cho bạn bổ sung các vitamin thiết yếu, làm chậm quá trình lão hóa, phát triển trí não và phòng ngừa bệnh loãng xương hiệu quả. Cách pha loại nước này thì rất đơn giản. Các bạn lấy một ly nước ấm, thêm vào đó một thìa hạt chia khuấy đều là có thể uống được ngay. Thứ hai, trà kombucha. Không chỉ nổi tiếng và trở nên thịnh hành ở Việt Nam, trà kombucha còn được săn lùng trên toàn thế giới. Người Trung Quốc gọi loại trà này là trà trường sinh bởi tác dụng tuyệt vời của nó đối với hệ tiêu hóa. Probiotic là một hệ vi sinh có lợi cho cơ thể chúng ta, đặc biệt chúng lại có rất nhiều trong trà kombucha. Ngoài ra, trà kombucha còn đem lại tác dụng rõ rệt trên đường tiêu hóa, giúp hấp thụ và chuyển hóa thức ăn. Nó rất hiệu quả đối với người phải ngồi nhiều, có khả năng nhuận tràng, giảm sự ứ động của các chất độc và thấy rõ nhất là giúp làm giảm tình trạng táo bón. Hiện nay, loại trà này đã được sản xuất và bày bán rộng rãi tại các siêu thị. Quý vị và các bạn có thể tìm mua và bổ sung mỗi ngày một ly vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe cho bản thân và gia đình. Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện mỗi ngày và đều đặn mới mang lại những tác động tích cực và rõ rệt. Chính vì vậy, quý vị và các bạn hãy bắt đầu với thói quen khởi động ngày mới bằng một ly nước có tác dụng thải độc cơ thể như gợi ý bên trên. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại những chia sẻ trong chương trình hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.